Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chờ đợi thì giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8. Và theo lịch thi đấu, ngày hôm nay thì sẽ ra 2 trận đấu. Và trước khi bước vào cái lịch thi đấu của ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về cái giải U23 Đông Nam Á 2023 như sau. Ở giải đấu hôm nay thì ban tổ chức sẽ chia làm 3 bảng, bảng A, bảng B và bảng C. Bảng A gồm có U23 Thái Lan, U23 Campuchia, U23 Brunei và U23 Myanmar. Trong khi đó tại bảng B là U23 Timor Leste, U23 Malaysia và U23 Indonesia. Tại bảng C thì gồm có U23 Việt Nam, U23 Philippines và U23 Lào. Theo cái quy định và điều lệ của ban tổ chức ấy, thì ở cái giải đấu hôm nay sẽ lấy 3 đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất. Do đó thì đội bóng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cũng như là U23 Indonesia nếu như muốn giành vé vào vòng bán kết thì phải kết thúc ở ngôi đầu hoặc nằm trong nhóm những đội bóng nhì có thành tích tốt nhất. Vì thi đấu sau những cái vòng tròn thì sẽ tính ra điểm. Và ở cái bảng A thì đương nhiên là chủ nhà Thái Lan là được đánh giá cao hơn rồi. Và nếu như đội bóng này mà chơi đúng với cái năng lực của mình thì họ sẽ hoàn toàn có thể là giành vé vào bán kết với ngôi đầu được. Trong khi đó thì những cái đối thủ còn lại thì Campuchia là một đội bóng cũng tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây. Và Myanmar cũng như Brunei thì ở bảng đấu này mình đánh giá Myanmar với Campuchia sẽ tranh nhau cái ngôi nhì của cái bảng đấu này. Và nếu như ở bảng đấu này Myanmar hay là Campuchia mà thắng nhau đậm thì cái cơ hội để mà giành vé đi tiếp nó sẽ rất là sáng sủa đấy. Bởi vì ở cái bảng đấu kia Malaysia với Timor Leste với Indonesia sẽ là một cuộc cạnh tranh rất là gay gắt. Indonesia với Malaysia sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt cho cái ngôi vị đầu bảng này. Và trong trường hợp mà hai đội bóng này hòa nhau thì cái bảng A mới bất lợi thôi, bởi vì Timor Leste là đối thủ yếu nhất ở cái bảng đấu này rồi, đúng không ạ? Cho nên là đây sẽ là cơ hội tốt để cho các đội bóng yếu khi mà có một cái suất nhì bảng sẽ là cơ hội tốt để cho những đối thủ mà yếu có thể giành vé đi tiếp được. Còn tại bảng C của U23 Việt Nam thì trường hợp của Lào, Philippines thì đều bị đánh giá thấp hơn. Nếu như đội tuyển của chúng ta mà chơi đúng với khả năng của mình thì chúng ta hoàn toàn có thể giành vé vào vòng bán kết được. Ở cái giải đấu năm nay thì Việt Nam có bản quyền cái giải U23 này, đó là SCTV, nên chúng ta có thể theo dõi các trận đấu trên SCTV. Hiện tại thì U23 Việt Nam chính là nhà đương kim vô địch của giải đấu, bởi vì ở cái giải đấu năm ngoái thì chúng ta đã giành được chức vô địch sau khi thắng 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết được tổ chức tại Campuchia đấy. Trong khi đó thì U23 Timor Leste giành được huy chương đồng, giành huy chương đồng cùng với U23 Lào. Đây là kết quả rất là tích cực. Mà chúng ta thấy rằng là ở cái giải năm ngoái thì các giải đấu giải đấu này nó bị ảnh hưởng bởi Covid rất là nặng nề, và sau đó thì chúng ta bổ sung quân liên tục dưới thời huấn luyện viên Đinh Thế Nam đấy. Sau đó thì chúng ta đã giành được cái chức vô địch. Và ở giải đấu năm nay thì cái cách tính điểm để xếp hạng nó vẫn thuộc vào là điểm số, là một là kết quả đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng thua, tổng số bàn thắng ghi được, sút luân lưu xét tiêu chí fair play và bốc thăm nếu như tất cả các thông số bằng nhau. Thì cái tính kết quả điểm số bằng đối đầu trực tiếp này nó sẽ rất có lợi này đấy. Khi mà đối đầu trực tiếp với nhau nếu như mà có kết quả tốt thì sẽ rất có lợi trong cái việc xếp hạng để mà giành vé đi tiếp. Có những cái đợt mà chúng ta với Thái Lan hòa nhau là khiến cho Indonesia bị loại đấy, thì đây là cái xếp hạng nó rất là hợp lý để mà phòng tránh những cái đội bóng mà họ đã bị loại rồi ở cái lượt trận cuối họ sẽ thả về mặt hiệu số cho những cái đội mà có thể giành vé đi tiếp được, đúng không ạ? Thì đây là cái giải đấu mà chúng ta U23 Việt Nam mang sang không phải là đội hình mạnh nhất, lực lượng mạnh nhất. Chúng ta cái đội hình này chỉ tầm 85-90% sức mạnh của U23 Việt Nam thôi, vì vẫn còn một số cầu thủ chưa được triệu tập. Tuy nhiên với cái thực lực này thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bảo vệ cái ngôi vô địch năm nay được. Và theo lịch thi đấu của U23 Đông Nam Á 2023 ngày hôm nay 17 tháng 8 thì sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên, đó là cuộc so tài của U23 Campuchia với U23 Brunei và U23 Thái Lan với U23 Myanmar. Campuchia ở cái cuộc đo sức này đương nhiên là được đánh giá nhỉnh hơn đối với Brunei, và nếu như mà chơi đúng sức thì đội bóng này hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số cách biệt ít nhất là 1-2 bàn được. Còn Thái Lan với Malaysia thì cái lợi thế nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Bóng đá Malaysia mấy trong những năm gần đây thì đã cho thấy được cái sự chững lại và thậm chí còn thụt lùi, cho nên là
U23 Thái Lan, nếu như chơi đúng khả năng của mình thì hoàn toàn có thể giành vé vào, có thể giành được chiến thắng để mà nắm cái lợi thế khi mà thi đấu ở những cái trận đấu tiếp theo được. Tất cả các trận đấu của giải U23 Đông Nam Á này thì chúng ta có thể theo dõi trên kênh SCTV, chúng ta có thể theo dõi trên các kênh sóng của họ để mà theo dõi cũng như là các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng về cái cũng như là nhận định bóng đá, tin tức bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.